để làm điểm sắm ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục có một món nữa rất là quen thuộc mà mỗi lần đi ăn điểm sắm chúng ta đều thấy và cũng rất nhiều người mê nó đó là lá sách bò điểm sắm thì cái món lá sách này tuy nó nó đơn giản làm nhưng mà nó cũng đòi hỏi gia vị lắm gia vị để cho nó bán cái mùi hôi của nó đi và đồng thời nó gia vị để cho nó tăng thêm cái hương vị của cái món này sau khi mua về đó thì sau khi rửa sạch đó thì mật lâm đề nghị là quý vị nên trần sơ của nó qua với nước giấm và sau một phút thì chúng ta vớt ra. Quý vị cho một chút xíu giấm mà là loại giấm trắng nha quý vị, cái loại giấm này nè thì nó nó chua hơn và cái khả năng mà nó đẩy cái mùi hôi ra nhiều hơn. Khi mà luộc cái khi mà luộc với chung với bất cứ thịt hay là à, món món gì đó mà có giấm đó, thì nó sẽ làm cho cái 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 miếng thịt nó nó sẽ sạch lắm. Bây giờ chúng ta bỏ vào. Và quý vị nhớ là chỉ bỏ vào lấy ra rất nhanh nha quý vị, đừng có để lâu. Đây là chúng ta chỉ chần nó cho nó sạch thôi chứ không có cần phải mà là cho nó mềm. Chần trừ khoảng 1 phút là vừa quý vị. Vâng chỉ còn 1 phút cho nó bắt đầu nó nó sạch cái miếng này thôi và chúng ta ra vớt ra. Vớt ra và chúng ta phải chần sơ nó qua nước lạnh nữa quý vị cho nó, nó 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 nó, ra hết cái chất giờ. Mặc dù cái 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 lá sách của Mỹ đó quý vị thấy là khi mà mua về mà chúng ta thấy nó đã, đã trắng lắm chứ không có phải nó vàng nữa, không mình không có làm gì hết á tuy nhiên nếu mà trần như vậy thì nó sẽ ra bớt cái mùi hôi vâng vâng sau khi mà trụng trần sơ cái lá sách á thì chúng ta còn một công đoạn nữa là bắt đầu luộc đó thì luộc đó thì quý vị cho nước sôi lên rồi quý vị bỏ cho mặt lâm ba cánh hồi đại hồi đó ba cánh vào đây và đồng thời cái một cái điều quan trọng nữa là chúng ta phải có gừng những cái lát gương này nó làm cho nó khử cái mùi hôi của thịt cho quý vị cái 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 lá sách làm gì làm nó vẫn còn cái mùi hôi của nó mà chúng ta nếu không khử kỹ đó thì sẽ không ngon và bây giờ khi mà nước nó sôi lại đó thì quý vị bỏ cái lá sách này vào và nhớ là cái chúng ta chỉ nấu trong vòng ba nửa tiếng đồng hồ thôi quý vị cũng không nấu lâu quá chúng ta nấu nửa tiếng đồng hồ và sau đó chúng ta sẽ vớt ra và chúng ta cho nó ráo nước rồi mới bắt đầu chúng ta làm gia vị để mà, mà hấp nó vâng bây giờ thì cái lá sách của chúng ta đã làm cho khô bây giờ là chúng ta cắt ra quý vị thì cắt cái lá sách đó thì quý vị cũng thấy là lá sách ở trong này nó có những cái đường như vậy thì chúng ta phải cắt theo cái đường cái đường ngang của của, của cái lá của sách chứ không có thể cắt thẳng được chúng ta cắt cái đường ngang như vậy vâng rồi lại cắt dọc lại một lần nữa cắt làm sao quý vị cắt sao đủ vừa cái miếng ăn là được rồi vừa cái gấp của mình đó tại vì bây giờ nó đã hoàn toàn nó chín rồi và bây giờ nó sẽ không teo lại nữa mà chúng ta chỉ khi mà hấp á, nó sẽ không teo lại nữa bây giờ cái đường ngang này chúng ta đây chúng ta cắt cái đường theo của đường ngang này trước sau khi cắt cắt nó chúng ta còn phải pha chế gia vị và chúng ta đổ lên trên nó rồi mới bắt đầu hấp. Vâng bây giờ thì chúng ta bắt đầu làm cái gia vị để mà ướp vào cái lá sách trước khi chúng ta hấp. Thưa quý vị, chúng ta có quý vị có một cái tô nhỏ và chúng ta mỗi một một món khi đổ vào đây mặt Lâm sẽ nói là nó cái định lượng nó bao nhiêu. Thì chúng ta có Hát xì dầu Thì chúng ta có nửa muỗng ăn canh Nếu quý vị không thích ăn hát xì dầu Thì để cái màu của nó trắng Nhưng mà màu trắng thì nó sẽ không ngon đâu Chúng ta có Nửa muỗng ăn canh bột gà Và 1 phần 5 đầu muỗng Cà phê miêm muối Quý vị cho vào đây một ít dầu mè chừng khoảng một muỗng cà phê dầu mè thôi quý vị và đường thì quý vị mặt lâm đề nghị là quý vị cho một muỗng cà phê đường thôi chúng ta không có xài đường nhiều đầu muỗng cà phê tiêu quý vị và chúng ta trộn nó lên cho một chút xíu nước ấm vào việc nữa chúng ta cần làm là chúng ta khử tỏi, khử tỏi cho nó thơm nếu quý vị, cái lá sách này nó cần cái tỏi cho nó để nó, cho nó thơm, thì chúng ta có nửa muỗng cà phê tỏi đã băm rồi đó, quý vị cho đây chúng ta xào lên, tao lên cho nó thơm tỏi thôi, và khi nó đã sôi lên như vậy đó, thì quý vị cho cái nước sốt của chúng ta vào đây luôn, nó sôi lên lại chúng ta tắt lửa. và hết tất cả những cái nước này nè quý vị đổ vào cái cái lá sách mà chúng ta đã cắt sẵn rồi đó tưới lên đều quý vị quý vị trộn lên và chúng ta đã chuẩn bị để hấp nó quý vị thấy là bây giờ nó tất cả mọi thứ nó thấm vào cái miếng lá sách của chúng ta khi chúng ta hấp nó đó thì nó đã chín sẵn rồi quý vị hấp dùm cho mặt lâm 7 phút là là là, là được thêm một cái loại gia vị nữa mà hồi nãy chúng ta đã ướp rồi đó. Thì bây giờ quý vị nhớ là chúng ta sẽ có salad cắt mỏng, củ hành, củ hành xanh đó quý vị. Chúng ta dùng cái củ thôi, không có dùng cái cọng trên và gừng. Thì bây giờ đó, gừng chúng ta bỏ một ít vào đây. Nhưng mà không bỏ củ hành nha quý vị, không bỏ hành xanh và chúng bỏ ta bỏ lốt vào. Cái lý do hai cái này nó bỏ trước đó, một lát nữa trước khi chín sắp sắp sửa chín là chúng ta mới bỏ cái hành xanh lên sau chúng ta trộn chứ nếu không thì nó không thơm bây giờ cái này là chúng ta trộn nó lên khi ta bỏ salad cái gừng vào đây đó thì khi trong cái lúc người ta hấp đó thì nó sẽ ra cái mùi rất là thơm tất cả là chúng ta hấp 7 phút vâng bây giờ thì lá sách của chúng ta đã hấp được 7 phút quý vị và nó ra ta chín bây giờ cái việc cuối cùng nữa là cái củ hành hồi nãy đó quý vị thấy là hành xanh đó, chúng ta không có ăn chín đó, mà cái chúng ta bỏ nó vào đây và trong khi nó còn nóng vậy đó quý vị lấy trộn lên cái cái sức nóng của còn lại nó chỉ làm cho hành nó nó teo thôi cho nó không ai chín mà hành nó chín thì nó không còn thơm nữa đó là cái lý do mà chúng ta chỉ có bỏ vào đây khi nào nó nó chín thôi chúng ta mới không có bỏ vào đây trước Bây giờ thì chúng ta đã có một cái đĩa điểm sấm lá sách rất là ngon. Cái điểm sấm đó khi mà quý vị làm đó thì cái yêu cầu của nó đó là cái màu của nó không có đen lắm. khi quý vị bỏ hắc xì dầu và như mặt lâm đó, cái cái số lượng đồng đếm của nó vậy là đã đã ổn rồi. Thì cái cái điểm sấm này đó quý vị thấy là nó sẽ như thế này và nó sẽ rất là ngon. Chúng ta có thể ăn dặm, ăn chơi cũng được hay là ăn điểm sắm vào buổi sáng nếu mà ở nhà quý vị mình có những cái tô nhỏ nhỏ đó mà chúng ta có bỏ trong những cái tô đó để chúng ta hấp thì nó đẹp hơn nhưng mà hấp như vậy cũng được hấp như vậy ăn chung cả nhà cũng được không có cần phải làm như kiểu tiệm đâu tại vì những cái tô nhỏ đó cũng phải đi mua sắm nữa mặc lâm hy vọng rằng quý vị sẽ có một cái đĩa à, lá sách điểm sắm rất ngon trong gia đình